Sau 7sao.com, sau bàn đạp cầm rồng uy tín 7 server, hiện tại web đang có rất nhiều dịch vụ cho anh em tha hồ lựa chọn như là bán vàng, bán ngọc, làm nhiệm vụ săn đệ, úp đệ. Ngoài ra, anh em có cơ hội nhận ai khủng hoảng VIP chỉ với giá 50k. Ok, thì thông tin mình có để link dưới phần mô tả hoặc trong comment. Hello anh em, quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay cũng sắp hết sự kiện X2 rồi anh em ạ. Thì hôm nay mình mới mua full bùa anh em nhé. Và hôm nay mình quyết định mình sẽ đi doanh trại cho anh em xem là cái tiềm năng mà click của mình hiện tại đang là 175 triệu, xem tiềm năng nhận được bao nhiêu nhá. Mình mua full bùa anh em ạ. Đó, full bùa tiềm năng sức mạnh luôn. Và kèm theo đó mua cả bùa sức đánh các kiểu. Đấy anh em thấy không. Và mình mua thêm cả bùa thu hút dẻo dai các kiểu luôn anh em nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ cho anh em xem là đi doanh trại hết một lượt doanh trại này có lên được lỗi 200 triệu sức mạnh không nha anh em nhá. Đó, tiềm năng nhận được thì 100.000 tiềm năng hit, cũng rất là phê luôn anh em thấy không. Đó, để mình cho anh em xem là bắn camê xem được nhiều hơn không nha. Đó, bắn camê thì mình được khoảng 145.000 anh em ạ. Anh em thấy nhiều không? Rất là nhiều đúng không? Đó, đây, đồ thì mình sử dụng đây. Mình có một cái radar tăng tiềm năng sức mạnh. Đó, thế thôi. Với lại một cái quần quần hút này, anh em thấy không? Còn bên cạnh ấy thì kiểu hôm nay PT của mình cũng on một số, nhưng mà toàn mới những thanh niên mới vào thôi, chứ hiện tại vẫn chưa kiểu là vào lâu rồi, cho nên là mình cũng chưa rủ được đi. Chứ lần này không phải mình đi trộm, mà là lần này là mình bảo người ta đứng cho mình đi. Đó, cũng sắp hết sự kiện X2 rồi, tại vì ít người on quá. Có 3-4 người on nhưng mà vẫn chưa đi được doanh trại. Mới lại sự kiện X2 thì 9 giờ là hết rồi. Nếu mà mình mà đi cùng thì nó kiểu gì. Nếu mà không đi thì phí lắm anh em ạ. Cho nên là mình phải thôi bảo đi luôn được, để cho anh em rồi đi sau. Đây, đây tiềm năng mình lên khá nhiều này. Đấy. Ok. Lần trước mình đi thì tiềm năng nó rơi vào khoảng là còn đi được 10 triệu tiềm năng, cái lúc mà mình 80 triệu sức mạnh. Còn bây giờ mình cao hơn rồi, không biết là một lần đi mình sẽ được bao nhiêu sức mạnh. Đó, mình sẽ cứ đi full này xem sao nhá anh em nhá. Ok. Rồi, giờ mình sẽ biến khí lên này. Đấy, biến khí lên đánh cho dễ anh em ạ. Bắn một phát camera đây. Ok, bắn một phát đây nữa. Đấm, đấm. Rồi, bây giờ đấm trung ý này. Em thấy không? Đấy, đam 8k thôi, tại vì mình đã cởi giáp tu luyện ra đâu. Nếu mà cởi giáp tu luyện ra thì nhanh không ấy. Đây, đây, peo con này. Đó, có khi làm nhiệm vụ này rất là dễ luôn nha anh em nhá. Đấy, cực kỳ là dễ luôn. Đấy, nếu mà khỉ 7 nữa thì càng nhanh. Còn đây mình đang khỉ 1. Đó, anh em thấy không? Đó, 6 sao liền, 7 sao luôn. Ok, đây mình sẽ đam con này nhá. Đó, tiềm năng nhận được nhiều phết đây. Đó, xem nào. 200.000 tiềm năng luôn anh em ơi. Wow, nhiều quá anh em ạ. Đây, anh em thấy không? Đấy, 260.000 một con là được gần 500.000 tiềm năng đấy. Rất là nhiều. Đó, em thấy không? Nhiều chưa? Nhiều cực kỳ luôn. Và wow, hơn 100.000 tiềm năng, ai chả thích đúng không? Đấy, sắp lên 200 triệu sức mạnh rồi. Sắp đi được bản đồ kho báu rồi anh em. Đấy, tiềm năng lên rất là nhiều nhá. Đi một mình này nó phê, nếu mà đi cùng nhiều người thì nó sẽ bị một cái như là bị chia tiềm năng anh em ạ. Cũng không được nhiều mấy, nhưng mà đi cùng 3 người nó vui hơn rất là nhiều. Ok, đây mình sẽ pem mấy con boss này. Đó, lần này mình đi mình quyết tâm đi win luôn anh em ạ. Nếu mà xem có win được không, hoặc là mình chỉ đi úp quái cho anh em xem mà tiềm năng lên được nhiều không, đi hết doanh trại lên được bao nhiêu tiềm năng anh em nhé. Này, đến camê đấm đây, không chụp bắn nào luôn. Bình thường thì nếu mà yếu thì đi
doanh trại chỉ sợ bot trung úy trắng với có trung úy xanh nơ thôi, tại vì nó khó chịu lắm. Đi doanh trại khó chịu nhất là trung úy xanh nơ, mình còn cảm thấy khó chịu ấy, tại vì nó cái bot mà nó khó chịu, nó kiểu mà nó choáng liên tục ấy, choáng không có hồi kết luôn ấy. Ok, vừa nãy mình bấm nhầm thế là nó bị kéo màn hình sang một chút. Đây, PT mình đang on rất là nhiều này. Anh đang lơ. À, mình đang lưng đậu lăm anh em ạ, cho nên là mình cũng không cho anh em được đậu trong bang được. Đấy, tại vì đậu mình hiện tại mình rất là ít luôn này. Ok. Rồi. Sẽ peo này nhá. Rồi. Ok rồi. Rồi, robot bay này. Đây, peo con sói xám này. Ok luôn. Wow. Tiềm năng cứ như thế này hình như bị có bị giảm một chút anh em ạ. Đó. Sau đây 2 em trợ sức mạnh rồi. Ok. Đây, còn nếu boss này nữa. Hình như bị giảm đi tiềm năng gì một chút anh em ạ. Thôi kệ đi. Đây, mình sẽ pem này nha. Đây pem xung quanh đi. Ok. Rồi, tí đợi hồi khỉ pem con trung ấy xanh nơ xong hồi khỉ thì mình sẽ pem mấy con boss trên cho nó dễ. Chứ bình thường là mình sẽ pem mấy con boss trên trước. Đấy mà úp đệ. Đấy. Boss kia nó ra nó pem mình rồi. Phải giết chết con này đã. Có khả năng là nó pem chết mình luôn này. Thì mình sẽ hồi máu đi. Còn nó pem chết mình luôn rồi. Sao mình phải sử dụng thêm giáp xin anh em. Đây. Ok. Rồi. Rồi, nó đang mình bây giờ yếu đi rất nhiều rồi anh em. Đó, nhưng mà choáng rất là khó chịu luôn, anh em thấy không? Choáng choáng liên tục luôn. Không để cho mình nghỉ luôn anh em. Đây. Đây, phải hồi độ 7 lên, chứ độ 5 không thâm mấy. Đây, anh em thấy không? Mình đam có 3k thôi. Đó. Cả giáp ra thì đam được khoảng 6k anh em ạ. Thêm độ 7 trong dương này, chứ bình thường mình cộng là cậu ở ngoài này thì chỉ được đậu 5 thôi, cho nên là boss nó sẽ đam chết mình luôn. Phải về cộng đậu 7 cho chất anh em ạ. Đấy, chí mạng luôn này, 10k luôn. Cũng bình thường nhỉ. Quán Kame chí mạng có 10k bỏ. Đây, ok, xong rồi. Rồi, ok. Khỉ mình hồi rồi anh em. Đây, mình lên khỉ luôn. Đây. Đấy, anh em kêu chim đi kìa. Đây. Chắc phải để sau chứ bây giờ mình chim làm gì vội. Để sau anh em ạ. Đang bị ho lắm, khổ lắm. Ok, rồi. Đây mình sẽ pem mấy con boss này. Đó. Được rất nhiều tiềm năng nhá. Nó đi một lần này đi được nhiều lắm, 250 sức mạnh luôn rồi. Khi một này nhìn đẹp. Đấy, anh em thấy đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? Đó, ok. Đây. Lắc luôn rồi, đây. Đấy, bắn phát này. Đấy, 300.000 tiềm năng luôn. Rất là nhiều luôn nhá. Khéo tí mình phải đợi hết khỉ mình mới qua tầng 1, không thì boss nó rất là mạnh luôn. Đấy. Ok, đợi. Ôi, hết luôn rồi. Đây, ok, xong. Đây. Lần trước mình đi pem một phát chỉ được tầm 20k tiềm năng thôi. Lần này mình đi được cộng hẳn gấp đôi luôn. Đó. Ok. Để tái tạo lên. Rồi. Bắn 10k luôn. 14k. 4k8 này. 4k7 đây. Bay lên 4k. Boss nó không đánh mình mấy anh em thấy không? Đi dân chạy nó không khó, nhưng mà để được nhiều tiềm năng thì đấy là cả một vấn đề các bạn.
cho nên là cái gì nó cũng có cái hay của nó anh em ạ. Đây, tạo lên này, bán mắt 10k này. Đó, 10k luôn. Được chí mạng cũng một lần anh em ạ, không được nhiều mấy. Đây, skill mình nhá. Wow, một lần đi được khoảng 70 triệu, à không, đi được khoảng 30 triệu tiềm năng này nhá. Đấy, full bùa nhá. Nó không full bùa thì chắc không được nhiều này đâu, 4 sao luôn này. Một lý. Ok, mình sẽ pem con này này. Ok rồi. Đấy, mình sẽ thử đánh con độc lãng, độc nhãn đây nha. Đấy. Wow, một lần đi ra chạy mình mất có 10 phút anh em ạ. Đấy, à đây sự kích hai rất là phóng khoáng nhá, cho toàn hợp dùng 7 sao thôi. Chả hiểu luôn. Đấy, vậy là mình đã lên 2 cái chữ sức mạnh rồi. Khá là nhanh đúng không? Đó, ok. Đó, thử lên pem con này luôn đi. Thằng nào cũng chót lên rồi. Cứ đam thôi. Đây, đam này boss 3k này. Đấy, nó cũng bắn mình này. Đó, trời đụng lên nữa chứ. Bắn thằng A nữa, đậu xanh. Mình nó đam mình khá là yếu luôn. Đấy, ninja tím. Đây, đây mình sẽ hồi máu lên này. Ok, 11k luôn anh ạ. Chí mạng luôn. Phê rồi đó. Phê quá. Nó vẫn chưa cho những cái con boss của nó ra. Cho ra đấy. Đây, anh em để ý cái máu ở góc này nhá. Đấy, khi nào nó giảm xuống cái màu gọi là màu sơ thấm DNA ấy, thì nó được. Thì bắt đầu nó mới cho những cái con cơ phần thân nó ra. Đấy. Hụt, toàn hụt thôi, con này được cái khó chịu là toàn hụt thôi. Nhưng mà vẫn dễ hơn con trùng ý trắng với con trùng ý xanh nơ nhiều. Nhưng mà khi nó phân thân ra khó, cảm giác khó hơn đấy. Mỗi con nó có một cái hay của nó anh em ạ. Cho nên là mình không thể đánh giá được từng con nào một anh em. Đây, mình vẫn cứ tập trung mình pem con này nha anh em. Đây, anh em thấy không, nó đánh mình rất là thấm luôn này. Ok, đây mình đây. Chả biết là mình phải đánh con nào luôn ấy. Đây mình phải bay lên thôi. Đây mình sẽ bay lên này. Đây ăn đậu bảy đi. Ok, ăn đậu bảy rồi anh em. Đấy, biến khỉ lên. Đó, ok rồi, mình sẽ pem con này nha. Đó, pem hết cỡ luôn. Ok, và hiện tại mình vẫn pem mấy con boss này. Đấy, còn đây không? Đấy, biết khí lên thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Chứ còn bình thường thì pem tay thì nó cũng dễ nhưng mà nó kiểu đam nó không đủ. Cho nên là đam nó khá là lâu luôn. Đó, cho dù mình biết khí lên, đấy, 4 sao luôn. Đấy, thành quả mình được 24 sao luôn. Đã cực. Đây, mình thử lên đỉnh này pem luôn. Đây, mình tem luôn con boss này anh em nhé. Đây, tận dụng. Đấy, boss nó đam mình yếu chưa. Ui, thôi xong. Ok, và thôi chắc cái clip tạm dừng đây. Em xem một clip mình thấy hay, đừng tiếc một like, một lượt chia sẻ ủng kênh mình. Ok, đây mình show cho anh em xem thành quả những cái gì nha. Đây, 24 sao, 47 sao và một chút vàng. Đó, tiềm năng thì nhận được 42 triệu này. Và à không, tiềm năng chỉ nhận được khoảng 30 triệu tiềm năng thôi, lên rất là nhiều luôn. Ok, và thôi chắc là clip tạm dừng đây. Em xem một clip mình thấy hay, đừng tiếc một like, đừng chia sẻ kênh mình. Ok, bye bye anh em. Bye bye.